Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà. Bạn cần tham khảo mẫu mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ với tổng diện tích 180m2. Chi phí bạn đang mong muốn tầm khoảng 1 tỷ 2. Thì đây chính là mẫu nhà để bạn tham khảo đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Đó. Và ngôi nhà với cái hình thức bên ngoài thì được thiết kế và trang trí những đường nét đơn giản, vuông thẳng phẳng. Đấy. Điểm nhấn mi mái cũng như bên dưới chân tường bằng những cái màu sậm hơn so với màu nhà chính để ngôi nhà có sự nổi bật và được đẹp mắt hơn. Đó. Ngôi nhà thì vẫn cái tông màu trắng là chủ đạo và nó thì khi lên màu ngôi nhà cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ video để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Và đặc biệt, các bạn nào mà đang quan tâm đến mẫu nhà này, cần chia sẻ gì thêm, xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Ngôi nhà thì đang có 3 lối đi tiếp cận chính. Đó là lối đi vào sảnh phụ và một lối đi vào sảnh chính và một lối đi vào sảnh bếp. Đấy. Bây giờ mình xin phép vào chia sẻ công năng chính bên trong ngôi nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo của mình. Ngôi nhà này thì đang có chiều rộng mặt tiền là 20m mặt tiền và chiều sâu của ngôi nhà đang có là 9m. Đó. Bên trong không gian phòng khách 39m2. Đó. Không gian phòng thờ 13,9m2. Phòng bếp phòng ăn 23m2. Đằng sau khu vực nhà bếp sẽ có một khu vệ sinh chung sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà, cũng như là cạnh cái khu vệ sinh chung đối diện để đi vào cửa thì có một ô cửa sổ mở ra để tạo độ thông thoáng cho ngay cái phòng vệ sinh đấy, cũng như là tạo độ thông thoáng cho cả không gian bếp luôn. Đó. Chúng ta cùng đi đến phòng ngủ của ngôi nhà. Phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1, 15,1m2, không tính WC khép kín. Bên ngoài sẽ là WC chung. Đấy. Và cái khoảng thiết kế WC này thì được chia đôi, ngăn đôi ra kích thước. Phòng ngủ số 2, 12,5m2. Phòng ngủ số 3, 12,5m2. Đó. Và phòng ngủ số 4, 14,4m2. Đó. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái mẫu mái Nhật 180m2. Chi phí 1 tỷ 2. Các bạn nào mà đang chuẩn bị làm nhà, có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình, cũng như là các bạn đang quan tâm đến mẫu nhà này, cần chia sẻ gì thêm, cần tư vấn gì thêm thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Và đây là cái mặt bằng tổng quát sân vườn, cổng cửa, tường rào của ngôi nhà, cũng như là mô phỏng vị trí nhà xe và bếp phụ. Đấy, khu vực nhà xe này. Đấy. Và vị trí sắp xếp cổng sân vườn. Đấy. Chúc các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình và người thân. Đây là những siêu phẩm của thầy cho mình. Chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.